Nhân dịp đón năm mới năm 2024, chiều nay, ngày 1 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 20 tháng 11 năm Quý Mão, tại nhà văn hóa Thôn Trầm, xã Đông Lỗ, Ban chấp hành họ Trần Việt Nam xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, long trọng tổ chức lễ chúc thọ các cụ cao niên trong dòng họ và khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2022-2023. Dự buổi lễ có các đại biểu, về phía họ Trần Việt Nam có bà Trần Thị Phượng, Phó Chủ tịch Ban chấp hành họ Trần Việt Nam, chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân họ Trần tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Bất động sản Vĩnh Phát tỉnh Bắc Giang. Bà Trần Thị Lan, họ Trần Việt Nam tỉnh Bắc Giang, anh Phan Huy Tùng, cán bộ Công ty Bất động sản Vĩnh Phát tỉnh Bắc Giang. Đại diện cấp ủy, Ban quản lý Thôn Trầm có ông Lê Văn Thọ, Bí thư chi bộ. Bà Lê Thị Bé, trưởng Thôn Trầm. Đại biểu họ Trần Việt Nam xã Đông Lỗ có ông Trần Văn Định, trưởng ban cố vấn ban chấp hành họ Trần Việt Nam xã Đông Lỗ. Ông Trần Quang Trung, chủ tịch ban chấp hành, các ông bà trong ban chấp hành, cùng đông đảo bà con họ Trần Việt Nam xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Bước vào buổi lễ chào cờ và bài ca Trần tộc Việt Nam được diễn ra trang nghiêm trong niềm xúc động của con cháu họ Trần và các đại biểu. Năm 2024, họ Trần Việt Nam xã Đông Lỗ có hơn 200 hộ gia đình đang sinh hoạt dòng họ của 10 thôn trong xã. Theo quy chế, chúc thọ năm 2024, toàn xã có 8 cụ đạt 70 tuổi được chúc thọ và nhận gia y của họ Trần. Có 35 cụ đạt tuổi từ 80 trở lên, trong đó có một cụ ở tuổi 100 được mừng thọ. Tổ chức lễ chúc thọ là dịp để con cháu động viên các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích, là tấm gương để giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Đồng thời thể hiện sự tôn kính, lòng biết ơn tới người cao tuổi trong dòng họ. Và tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Cùng đó, việc tổ chức trao thưởng, khuyến học, khuyến tài nhằm khuyến khích con em họ Trần của xã ở mọi độ tuổi học tập thường xuyên, học suốt đời để có tri thức mới, hình thành những kỹ năng mới giúp lao động hiệu quả hơn, cuộc sống văn minh, hạnh phúc hơn. Tại buổi chúc thọ hôm nay, 35 phần quà mừng thọ cao tuổi trong dòng họ là do bà Trần Thị Phượng, Phó Chủ tịch Ban chấp hành họ Trần Việt Nam, chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân họ Trần tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Bất động sản Vĩnh Phát tỉnh Bắc Giang trao tặng. Trong niềm vui đón mừng năm mới, về tận xã mừng thọ và tặng quà cho các cụ, bà Phượng rất phấn khởi và chia sẻ về hoạt động dòng họ Trần cả nước. Đặc biệt Đại hội họ Trần Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức vào tháng 11 năm 2023 vừa qua tại Thái Bình là một sự kiện lớn dòng họ. Bà Phượng cũng cho biết trong những năm qua, việc kiện toàn tổ chức họ Trần Việt Nam có bước phát triển nhanh chóng. Hoạt động của họ Trần Việt Nam tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thống lịch sử văn hóa của dòng họ Trần gắn với văn hóa thời đại Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành họ Trần Việt Nam, đứng đầu là anh hùng lao động, nghệ nhân Trần Văn Sen, Chủ tịch Ban chấp hành họ Trần Việt Nam, bà con họ Trần trong cả nước và bà con họ Trần Việt Nam sinh sống, công tác và học tập ở nước ngoài đã đoàn kết xây dựng dòng họ phát triển lớn mạnh. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước cùng với Bách gia chăm họ thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa, khuyến học, khuyến tài. Với vai trò là Phó Chủ tịch Ban chấp hành họ Trần Việt Nam, bà Phượng đánh giá rất cao các hoạt động của họ Trần xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Họ Trần Đông Lỗ đã quy tụ dòng họ đoàn kết và luôn phát triển vững mạnh. Là một doanh nhân thành đạt, bà Phượng luôn quan tâm đến dòng họ và công tác thiện nguyện. Xuất phát từ một gia đình cách mạng, gia đình bà Phượng có đến 3 anh trai là liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ, nên bà luôn quan tâm trong việc tu sửa nghĩa trang liệt sĩ các địa phương. Theo bà Phượng, nghĩa trang liệt sĩ không chỉ là nơi an nghỉ của cha anh mà còn là công trình văn hóa, lịch sử, nơi khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương cho Tổ quốc.
Cùng với chăm lo tu sửa các công trình văn hóa tâm linh, bà Phượng luôn coi làm việc thiện là niềm vui nên có thể giúp được gì, làm gì cho mọi người, góp ích cho xã hội là bà luôn sẵn lòng. Từng trải qua những năm tháng khó khăn nên nữ doanh nhân, Phó Chủ tịch Họ Trần Việt Nam thấu hiểu và chia sẻ với người nghèo những hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ dành những phần kinh phí, phần quà thiết thực, bà cố gắng sắp xếp công việc đến tận nơi thăm hỏi hoặc thông qua tổ chức tặng quà, động viên họ vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Hôm nay về chúc thọ các cụ họ Trần Đông Lỗ, bà Phượng và đoàn đại biểu họ Trần Bắc Giang trao tặng 35 suất quà cho 35 cụ cao tuổi là con trai, con dâu, con rể họ Trần, một tình cảm chân thành dòng họ. Mặc dù đường xá xa xôi nhưng với tình cảm, trách nhiệm là lãnh đạo họ Trần Việt Nam, bà Phượng vẫn về tận nơi để trao quà cho các cụ, một tình cảm cao quý, đáng trân trọng cùng những lời chúc thân mật. Bước sang một năm mới 2024, con kính chúc tất cả các cụ, công công bà, tất cả ban ngành họ Trần, xã Đông Lỗ nhiều sức khỏe và công thành danh đạt. Làm việc thì có những cái của năm tới được hanh thông và đắc tài sai lộc, vạn sự cát tường như ý. Và công ty con cố gắng là phấn đấu để làm kinh tế, để con có những nguồn kinh phí nhiều hơn nữa. Thứ nhất là con về thăm các cụ được tiếp tục trong những năm tới. Đại diện cho dòng họ Trần Việt Nam xã Đông Lỗ, ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Ban chấp hành họ Trần Việt Nam đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể các đại biểu đã về dự chúc mừng các cụ, các cháu học sinh trong dòng họ, đặc biệt gửi lời tri ân sâu sắc tới bà Phượng. Chúc bà cùng đoàn đại biểu, Ban chấp hành họ Trần Việt Nam luôn mạnh khỏe, tiếp tục hun đúc hào khí Đông A muôn đời tỏa sáng. Chúc doanh nghiệp của bà luôn phát triển vững mạnh, đồng thời xin gửi lời cảm ơn tới cấp ủy, Ban quản lý thôn Trầm đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho tổ chức buổi lễ được thành công tốt đẹp.